Sau 4 tháng giải nghệ, Thơ Nguyễn, YouTuber nổi tiếng với kênh gần 10,5 triệu lượt đăng ký, khiến cộng đồng mạng xôn xao với màn lột xác ngoạn mục sau phẫu thuật thẩm mỹ. Trong loạt ảnh mới, Thơ Nguyễn trang điểm kỹ càng, làm tóc cầu kỳ và diện chiếc đầm đen 2 giây khoe vẻ quyến rũ. Đây là một phong cách hoàn toàn mới mẻ so với hình ảnh chị Thơ mộc mạc, gần gũi với trẻ em mà người hâm mộ từng quen thuộc. Màn lột xác ngoạn mục này của Thơ Nguyễn khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Có thể khẳng định, Thơ Nguyễn giờ đây chẳng thua kém bất cứ hot girl xinh đẹp nào. Sống mũi cao, đôi mắt hờ hững cùng bờ môi căng mọng, mà cô nàng sở hữu đủ sức quyến rũ người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rõ ràng, đây là một màn phẫu thuật thẩm mỹ đại thành công, giúp nhan sắc của nữ YouTuber lên hương rõ rệt so với phiên bản gốc. Phía dưới bài viết, ai nấy cũng dành lời khen cho Thơ Nguyễn. Theo nữ YouTuber, cô đang hướng đến hình tượng một girl boss mạnh mẽ. Cô còn nhấn mạnh sẽ không để ai lợi dụng, hồi đó mình không biết đến girl boss đâu. Mình nói với Bảo Bảo, em muốn mình mạnh mẽ, chiến đấu hết mình, không để người ta ngồi lên đầu lên cổ em, không ngồi khóc như một đứa vô dụng nữa. Rồi mình biết tới cụm từ girl boss, như kiểu mình tìm được chính mình. Nay mình được đề cử chức chủ tịch học viện girl boss rồi, nhưng xin phép chỉ nhận chức lao công thôi, tại mình cũng bận đi quốc dẫy với má, không có thời gian giảng dạy, nhận chức lao công để quét sạch bọn tóc xì. Trước đó, Thơ Nguyễn đã đăng tải lên trang cá nhân một vài hình ảnh giống như vừa thực hiện nâng mũi. Trên kênh TikTok của mình, Thơ Nguyễn thừa nhận bản thân đã phẫu thuật thẩm mỹ với lý do vì tôi thấy tôi xấu. Nữ YouTuber tâm sự cô từng bị body shaming và đó là động lực để cô nỗ lực, cố gắng kiếm tiền thay đổi bản thân. Thơ Nguyễn khuyên những ai chưa xinh đẹp thì không cần tự ti mà hãy cố gắng trau dồi kiến thức, kiếm tiền làm đẹp. Khiến dân tình bất ngờ với nhan sắc hậu giao kéo là thế xong, nữ YouTuber lại gây hoang mang khi có hành động kỳ lạ, đầy khó hiểu. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô bất ngờ chia sẻ hình ảnh ôm búp bê kèm theo một câu nói bí ẩn, tụi mày để ý đi có ai nuôi búp bê mà dám lột đồ ra chụp hình như tao không? Mai tới lượt tao cho em hỗn, dòng trạng thái của Thơ Nguyễn khiến ai nấy đều nổi da gà, không biết cô nàng sẽ làm trò gì tiếp theo. Thơ Nguyễn là YouTuber từng được các bạn nhỏ yêu mến nhất tại Việt Nam. Các video trên kênh YouTube Thơ Nguyễn có nội dung mang tính giải trí hướng đến các chủ đề được giới trẻ yêu thích như làm đồ chơi, hướng dẫn nấu ăn, các thử thách vui nhộn. Chất giọng gần gũi của YouTuber Thơ Nguyễn cùng nội dung đa dạng, phong phú là một trong những điểm lôi cuốn các em nhỏ vào xem kênh YouTube của cô. Mặc dù sở hữu lượt người đăng ký khủng nhưng kênh của Thơ Nguyễn từng bị cư dân mạng phản ứng dữ dội với nhiều clip tắm bồn phản cảm hay thực hiện các thử thách nguy hiểm. Đỉnh điểm, tháng 3 năm 2021, Thơ Nguyễn bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh xử phạt 7,5 triệu đồng do đăng video mê tín dị đoan, dạy trẻ em xin vía học giỏi từ búp bê ma. Tháng 12 năm 2023, Thơ Nguyễn bất ngờ thông báo giải nghệ. Kênh của Thơ Nguyễn hiện do một người khác làm nội dung. Tuy vậy, rất nhiều khán giả vẫn mong chờ cô nàng tái xuất trên nền tảng video này, đặc biệt là khi Thơ Nguyễn vừa có màn trùng tu nhan sắc đầy ấn tượng.